Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Fan Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ review một chiếc surprise box bất ngờ trên Lazada. Đây. Đây là bức phẩm của mình. 70.000 một hộp. Đây. Ok. Mình đã cắt cái địa chỉ ra rồi nhá. Ok, đây là mã. Đấy, hộp có bất ngờ trên Lazada. Bây giờ mình sẽ mở ra. Sao mở ra đây rồi? Ôi sao cái này nó buồn cười vậy? Ok, sắp xong rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha. 1, 2, 3. Ôi, có rất là nhiều đồ. Bây giờ mình sẽ lấy từng món ra xem. Ôi, cái này là đôi giày đấy. Tức là hẳn hổ. À. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu xem từng món một nha. Đầu tiên sẽ là chiếc hộp màu cam này. Mình thấy nó là cái hộp to nhất ở trong này. Không có chữ gì hết. Không, con mà. Bây giờ mình sẽ mở ra. Ui. Cứng quá vậy. Ok, thêm bát băng dính nữa là sẽ nhìn được sản phẩm bên trong. À đây có lỗ này. Sẽ không nhìn thấy lỗ đâu. Chứ sẽ không xem trong lỗ nó có gì hết. Ok, giờ mọi người có muốn xem nó là gì không? Wow. Oh my god. Rất là buồn cười. Ok, đây là một đôi giày dành cho người già các bạn ạ. Nhưng mà khá là đẹp. Cái này thì có lẽ mình sẽ để cho bà ngoại mình đi. Ok. Next. Đây. Tiếp theo là cái hộp màu trắng nhìn rất là đáng ngờ này. Cái gì vậy ta? Cái này mà thêm một cáo là bà già là mình tức lắm này. Oh my god. Khá là đẹp. Là một đôi dép hay giày. À dép các bạn ạ, dép. Nó kiểu khá là già. Khá là già. Dành cho các bà. Ô cái này là ba. Ờ không. Đây. Đây là được hai đôi giày rồi. Ô. Next là cái này. Mình nghĩ là một cái áo. Ờ áo, rất là áo. Nhiều thứ lắm lắm luôn. Đây. Đây là một chiếc túi đựng khuy dự phòng. Đây là một chiếc áo. À, váy gì vậy?
váy áo áo áo. Mình cười quá. Đây, áo có cả quần luôn. Đây, từ dưới lên trên là có cả quần này các bạn. Rồi. Rồi đằng sau nó có cái kiểu này này. Đấy. Tiếp đây sẽ là cái ấy. Mình nghĩ cái này là cái váy. Như là kiểu có cái váy chứ. Ô, một chiếc áo vest già, vẫn già. Thùng đồ này già quá. Đây, khá là nhầu nhưng mà khá là đẹp. Có tag. Ủi size medium. Đằng sau có màu vàng. Tiếp theo là cái bọc cuối cùng này. Đây là cái bọc được mong chờ. Được khá là nhiều mong chờ. Mình thấy nó giống bộ ở nhà. Nhờ túi ni lông nhỉ. Đó là một chiếc áo như thế. Ô, sao màu nó sáng thế nhỉ? Trên video màu nó rất là sáng luôn và ở ngoài đời nó khá là tối. Nhìn nó rất là già luôn ấy, thật sự. Thật luôn, nó rất là già. Cái này cũng là size medium. Ok. Và đây là tất cả những gì có trong cái thùng hàng đấy. Một đôi dép này. Cái áo của đây mình vừa cho các bạn xem. Ai không méo thế. Đây, trợ lý có hơi méo các bạn ạ. Thêm một cái áo này. Một bộ đồ có quần. Và một đôi giày này. Ok. Các bạn thấy những món đồ trong thùng hàng này thế nào? Nếu các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Nếu các bạn thích thì hãy like, share cho video này và đừng quên subscribe cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn.